Dựa trên bộ phim Hàn Quốc, tất cả đều muốn kể về mẹ, mình sẽ viết tóm tắt sớm nội dung của tập 58. Sau đây là diễn biến của tập phim. Tài tìm đến nhà Linh và tặng hoa cho cô. Thấy vậy, bé An tỏ ra khó chịu, nói với Tài rằng chú không phải là gu của mẹ con. Tài đưa Linh đến văn phòng luật đúng lúc Minh vừa đến. Bực mình khi thấy cảnh này, Minh trách móc Linh chảnh mãn công việc. Chỉ lo yêu đương. Vì nhớ nhà, hằng tìm về gặp bà nội bà nấu cho cô rất nhiều món ngon và cô cũng kể cho bà rất nhiều chuyện ông phát hẹn gặp khang tặng khang một món quà giá trị với lý do sếp tặng nhân viên nhân ngày cưới khang nhất quyết từ chối bà xuân tìm đến công ty gặp ông phát để xác nhận việc có phải khang là cháu trai của mình không tại nhà bà thanh ông quốc trao cho mi quyển sổ tiết kiệm mình đưa cho ông bà bảo mi hãy coi như đây là của hội môn trước khi về nhà chồng mi vô cùng xúc động vì không ngờ anh hai lại tặng mình muốn quà lớn như vậy tiếp theo mi thông báo với ông quốc bà thanh việt sẽ sống chung với bà hồng bà thanh vì sợ mi sẽ khổ nên phản đối hai mẹ con tranh cãi bà thanh bỏ ra quán ngồi buồn lo lắng rằng bà hồng sẽ làm khó mi ông quốc tặng mi món quà mà bà nội tặng bà thanh tình mi đọc được cuốn nhật ký của bà Thanh. Lúc này, cô càng hiểu hơn tình cảm của mẹ. mi sang phòng Minh, thì thấy anh trai đang lau vết thương mà mình gây ra trước đây, mi vô cùng ấy nấy. Hai anh em đã trò chuyện rất nhiều, và đây có lẽ là lần đầu tiên hai anh em nói chuyện nhiều đến thế, mà không kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Khang đưa mi đi lựa đồ cưới, cùng bà Thanh và Hằng. Khi thử váy cưới, mọi người đều thốt lên rằng mi quá đẹp nhìn mẹ rưng rưng, mi thương mẹ vô cùng. cô sau đó đưa bà đi mua sắm rất nhiều để chuẩn bị cho ngày trọng đại. tại công ty, mi mang thiệp cưới mời các đồng nghiệp ai cũng vui mừng cho mi trừ lam anh. lam anh tức giận lao vào phòng bà hồng để nhờ bà ngăn cản đám cưới lại. khi đang nói chuyện với lam anh, bà hồng nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của bà xuân. dù không muốn, bà hồng vẫn đồng ý gặp. khi gặp mặt Bà Xuân xin lỗi bà Hồng vì đã đối xử không tốt với bà Hồng trong quá khứ. Bà mong bà Hồng cho ông phát nhận lại con trai, còn bà nhận lại cháu trai. Nhớ lại việc mình vất vả một mình nuôi con, bị bỏ rơi, bà Hồng một mực từ chối. Buồn bã ra về, bà Xuân thấy Mi đang đi cùng bạn. Bà Xuân biết Mi là vợ sắp cưới của Khang, nên mời Mi đi uống nước và nhờ Mi giúp đỡ. Từ xa, bà Hồng thấy cảnh Mi thân thiết với bà Xuân thì vô cùng khó chịu. Tập 58 đến đây là hết. Các bạn cho mình biết các bạn muốn tập tiếp theo với giọng đọc nam hay nữ. Bình luận và chờ tập 59 nhé.